Thưa các anh là bà con ở đây họ bảo mộng trong mơ mơ không thấy. Thế ạ. Quá đẹp. Dạ, và vâng. Sự tài tình và cần cù của nghệ nhân. Dạ, vâng. Các anh làm thợ xây ở đây rồi. Dạ, là vâng. Về kỹ thuật là do Sato. Dạ, vâng. Đã làm nên cái lịch sử của cái ngôi từ đường này là quá đẹp. Thế thì mọi người đi qua đi lại đây, mọi người thì thấy cảm nhận về cái từ đường này có đẹp không bà? Đẹp mà khen. Vâng, khen nhiều ạ. Đi thăm nhiều nơi không có nhà từ đường nào đẹp như nơi của các bác thợ và vâng. Chủ làm được như thế này. Vâng. Chung là từ khi bắt đầu khởi công từ dạ, ngày mùng 2 tháng 8 cho đến 28 tháng 12 hoàn thành công việc. Dạ, vâng. Thì trước hết về anh em là cái tinh thần và tư tưởng và ý thức là rất tốt. Dạ. Trọng nhất ấy là cái tâm của người thi công, dạ. Và cái tâm của người chủ đầu tư, dạ. Và hai người đều kết hợp được với nhau, đấy là rất quan trọng. Kisato, dạ. Rất là gì, cố gắng để hoàn thành được tất cả những cái mà chủ đầu tư muốn, dạ. Đấy là cái tuyệt vời, dạ. Đấy là cái tuyệt vời. Tôi mong rằng là gì, Kisato ấy hãy làm tốt hơn nữa, dạ. Tốt hơn nữa để làm sao trong tương lai có những cái nhà từ đường, dạ. Và có những là CEO làm sao hoàn hảo với những gì mình đã nói ra, dạ. Và mình thực hiện. Dạ. Ok, thank you very much. Cháu cũng thay mặt công ty rất là cảm ơn chú.
nay Kisato rất vui mừng khi được đến dự lễ tân gia của gia đình bác Sinh tại Phúc Thọ, Hà Nội. Có thể nói rằng là thích từ ngoài cửa, từ ngay cái cổng đã đập vào mắt rồi. Nó rất phù hợp với cái không gian của nhà thờ mà nó chuẩn chỉ. Bác đã từng xây dựng cái căn này là căn thứ năm. Thứ năm rồi ạ. Cũng năm công ty khác nhau. Nhưng có thể nói rằng là yên tâm và chuẩn chỉ nhất là Kisato này. Tại vì hai nữa đấy thể hiện rõ ràng là từ ngày mình có ý tưởng thông qua cái VTV3, thông qua bạn bè giới thiệu mà mình qua tìm hiểu trên online thôi, mà mình yên tâm đến mức độ mà mình dám giao tất cả công trình này cho công ty, không những thiết kế thi công mà lại nội thất luôn, sắm cả nội thất luôn, từ có thể nói từ cái đôi đũa cũng luôn mà ai cũng mê. Nhà bảy anh chị em là rất nhiều nhà, anh chị em nào cũng qua nhà, cũng trải qua rất nhiều cái nhà thầu, nhưng mà có thể nói đây là một cái nhà thầu mà mình ưng ý nhất. Gia đình đánh giá rất cao về cái dịch vụ của công ty Kisato và cũng tất cả mọi cái về mặt bố cục về tương đối hợp lý, và khách đến tham quan thì cũng rất là khen ngợi, và thiết kế nội thất thì cũng rất là đẹp. Chi phí tất cả cho công trình này khoảng 3 tỷ đồng. Cũng nhắn gửi mọi người là công ty Kisato là một công ty chuyên trách về xây dựng từ đường, và có cái đội ngũ cũng là chuyên nghiệp và cũng như là thiết kế. Thế là mọi người cũng nếu mà muốn xây dựng thì cũng nên tìm hiểu và cũng đặt vấn đề để công ty Kisato hợp tác. Thế là cũng trong quá trình thi công xây dựng, thế và tất cả các cái bố cục rất là hợp lý. Hôm nay công ty chúng tôi muốn chia sẻ các bạn một mẫu từ đường của gia tộc họ Trần, và đứng bên cạnh tôi đây là bà Tiếp. Thì chúng tôi đã thi công toàn bộ công trình từ đường này cho gia đình nhà bà. Thì con rất là cảm ơn bà đã cùng với mọi người để chia sẻ công trình từ đường đẹp này ạ. Thì bà ơi, cho con hỏi một chút được không ạ? Vâng, thì bà có nhớ là cái công trình bọn con thi công cho bà khoảng tháng mấy không bà? Bắt đầu là mùng 2 tháng 8. Mùng 2 tháng 8 năm 2018 đúng không ạ? Vâng, 2018. Dạ vâng. Thế thì bà có nhớ là bọn con làm cho bà xong trong khoảng bao nhiêu lâu không ạ? Trong khoảng... mấy tháng ạ? 30 tháng 11. Dạ vâng. Đấy là bà... mùng 2 tháng 12 thì dạ. Bắt đầu khánh thành. Dạ vâng. Đấy bà nhớ rất là chính xác. Thế bà cho con hỏi một chút là tay nghề của những người thợ mà chúng con thi công cho bà ấy, thì bà cảm thấy là chất lượng của anh em tay nghề người thợ như thế nào ạ? Quá quý. Dạ. Nói thật mà nói dạ, như vâng. Bọn thợ này tôi nói thật lại cùng... ở quê Lội nhà tôi ở Lâm Định nhé. Hải Hậu, nó Hải Hậu của tôi thì ở bên Vụ Bản. Vụ Bản, vâng. Thế là quý lắm mà nó làm nghĩa là nhiệt tình, mà nói chung là mọi cái là thợ với chủ là lúc nào cũng vui chứ không có một cái điểm gì gọi là ấy hết cả. Thế còn về chất lượng tay nghề thì bà cảm nhận như nào ạ? Thì nói là đi, tôi đi khắp nơi cả, dạ cho vâng. Chúng nó đi, dạ vâng. Tôi đi bao nhiêu nơi nhận quan thực tế mà nói đúng như thế. Dạ vâng. Tôi và anh Hóa sẽ xuống dưới Thái Bình để chia sẻ cho các bạn một mẫu từ đường của dòng tộc họ Phạm mà công ty chúng tôi thiết kế và thi công cực kỳ đẹp và bắt mắt.
Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu từ đường rất đặc biệt của gia đình chú Huy tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thank you.